FaceTime. Maybe I can make it right. Said I'm close to baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Guess I know I'm crazy. Crazy about you. Crazy about you. Rồi, hello, xin chào tất cả các em, quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, nay tôi lại chơi rank ở arc này cho mọi người. Arc này thì mới tiếng Anh thôi. Đấy, còn bây giờ thì từ từ đã, nói chung là rank thì kẻ đi. Còn bây giờ thì đánh vào trận đấu là tính nha. Rồi, bây giờ thì ăn có blue rồi lại đi chuyển qua vẫn là cái ui, đâu phóng. Trời ơi, thế mà vẫn bị thiếu đam đấu xanh nữa. Trời ơi, trận này có vẻ có mùi rồi nha. Mới giờ mất luôn con bù đỏ, à mất luôn blue rồi. Trời ạ, để luôn. Rồi, bây giờ thì thôi kệ đi. Không sao, nói chung là vẫn hưởng như kinh nghiệm rồi, còn không có mana xíu thôi. Tịnh tâm, bỏ qua. Mình là con trai nên là phải nhường. Ok, rồi, thôi không sao. Nhưng mà từ nha, rồi chém này, đứt này. Đứt này, ui, trời ơi, to lại. Trời ơi, xem nó lại lượm con bùa đỏ của mình rồi. Trời ơi, bắn không tí nó thì đừng dừng bắn đi mà nội nè, lên nè, đánh nhau nè. Ui, không lên nữa chứ, rồi nhưng mà sao, kệ đi. Rồi, lướt chém này, đánh thường này. Rồi, lướt này, ui, đập vào tường nhưng mà sao bắn được. Hèn thế, vào đó vô tình lướt nên được chiều con bò húc. Thôi, giờ ai ra lên chi nữa bà nội. Thôi, xuống đi. Đậu xanh đánh chết bà rồi, giờ mới bắt đầu mới lên. Còn bùa đỏ của xem thì cướp luôn. Nói chung là trận này thì có lợi thế thôi, nên là tôi sẽ cố gắng tận dụng nhất có thể cho mọi người, cố gắng tận dụng lợi thế này. Đấy, thằng dược bản lộ sai bên kia rồi, nên là khả năng cao con rồng ấy là của team mình nhé mọi người. Hãy giờ đợi rồng ra rồi di chuyển ăn rồng nhá. Thực ra tôi nấp đây để xem thằng mít nó có qua không đấy, nó có qua thì nó luôn, nhưng mà thực ra nó không qua rồi, nên là tôi sẽ qua ăn con rồng nhé mọi người. Rồi, ok, AD phụ mình ăn rồng này, đánh này, lướt này, né chiêu hất tùng con rồng này. Rồi, chém thường, lướt này, ui, đau, ui, trời ơi, xém nó mất con rồng, đấu xanh con văn heo nó choáng lâu thế. Rồi từ đó để điều chỉnh lại cái này nhá, đấy các bạn tôi nó để không có quen với tôi, ui, dính chiều của con cà hiu. Rồi, bây giờ thì qua ăn con blue nhé mọi người, để tôi chỉnh lại hết mấy cái này đã, đó, chứ tôi không có quen để trên ở phía đó đâu. Rồi, bây giờ thì chém thôi, hay quá Ade ơi, ăn được Toro rồi kìa. Ôi ôi, 2 cân 3 giết luôn con Toro rồi, quá xịn sò nha. Rồi, bây giờ thì tôi di chuyển qua đây nhé mọi người, thằng bánh heo nhé, mày chưa về nhá, biết sao tao không ăn quái đúng không, tôi qua đây săn mày cho thằng chó này. Rồi, chuẩn bị chết đi em ạ. Rồi, chạy đi đâu, né cái choáng này, trời ơi, né nghệ chưa. Rồi, ok, ăn được cái mạng xin được lính nữa, trời ơi, vàng đến rồi, tiền quá trời rồi, bây giờ thì đi về farm tiếp nha mọi người. Đỉnh đáng tính qua mà em thấy lượng thằng con heo nó lộ sai phát là chạy qua hốt vàng nó liền. Rồi, ok, trận này có vẻ là tôi xanh được nhé mọi người. Đấy, nhưng mà tí nữa nhìn tôi căn năm cho xem này, xanh là phải tận dụng liền đúng không? Rồi, bây giờ thì di chuyển lên top mọi người. Đường trên đấu tranh khá là cao nha. Đấy, đấu tranh cắt ủi rồi, ăn xích gỗ ủi, giờ tôi nhận ra là tem bạn hai tanker nè. Đây, đợi tôi, ui chết rồi, nhưng mà để tôi trả thù cho rồi, giết luôn hai đứa nhé mọi người. Trời ơi, double kill nhẹ nhàng rồi, thằng dưỡng ôn này. Rồi né này, ui chậm rồi. Trời ơi, né hơi bị chậm tay xíu. Thôi kệ đi. Đó, thằng dưỡng nó từ nha. Qua đây tôi hốt luôn được lính mọi người ơi. Mày qua đây. Rồi kệ đi, bây giờ tôi sẽ đi farm nhé. Nói chung là bây giờ tôi mạnh hơn nó mà, tôi mạnh hơn nó rồi, tôi có farm dưỡng thôi. Nói chung là mình nhớ, mọi người mà xem clip cũ của mình thì nhớ tôi nói kỹ thuật là dừng bạn như dừng nhà không. Nên là tầm này là phải qua đánh rừng bạn chứ đừng đánh rừng mình nhé mọi người. Đánh rừng bạn trước rồi. Rồi qua đây. Mày ui sao để đập vào nó tương. Rồi trường trị này. Ui từ nha. Thôi bỏ đi mọi người. Thôi em xin lỗi. Về mọi người ơi. Rồi. Từ nha. Thì bạn qua phía kia rồi là tôi sẽ qua đây tôi đi pha cho mọi người. Rồi lag kìa. Trời ơi, dùng chiêu xong nó không có đánh luôn. Chung mà tầm này tôi còn đam mê lắm, tôi chưa về đâu. Bây giờ thì ra farm blue đó mọi người, rồi mới về mọi người. Đấy, top mình ở dưới rồi, đường trên đang còn lính kìa. Tôi sợ tí tội lên đường trên nó farm đấy. Ui, tha em ơi, anh ơi. Ui, chưa kỳ thiếu đam rồi. Trời ơi, má mày mày cay tao đúng không? Mày cay tao đúng không, văn heo? Mày cay tao đúng không? Đấu xanh rồi, xong tao có hai da nhá. Rồi, né một tí này. Ui, không được, hên không mình. Hên quá. Trời hên quá, mà hắn ulti được mọi người ơi, ulti được phát đó tôi tăng bá rồi. Đấy, nói chung là mày này qua là chó chừa cái tật thám cướp blue của mình.
Rồi, trận đấu này tôi 5-0 mấy ông ơi. Quá xanh rồi, tí nữa là tôi hòa tôi cần 5, cần 4 luôn. Lộng hành lên rừng lên mạng luôn, không vì phải nhạc bố con đằng nào hết. Rồi, bây giờ thì đi farm lẻ lẻ rồi ăn con rồng mọi người. Nói chung là xanh nhưng mà phải ăn mục tiêu nhá. Đừng để sót cái mục tiêu nào nha. Đó, nhưng mà từ đá AD đang hưởng một siêu lính ấy chứ đúng không? Làm gì làm phải ăn lính á, phải có, nói chung là vàng là quan trọng nhất đúng không? Con gian này mà có vàng rồi, mấy ông biết nó mà xanh rồi thì... Đấy nha, mấy ông nào mà kêu con gian này phế nha, trận nếu này tôi sẽ cho biết con gian... Ui, xém mất rỉm mất con rồng. Trời ạ, đấu xanh đó. Đó, chỗ đó xem ông, đây, qua cover này, rồi, né này, rồi, bộ này, đánh công ty này, chơi bộ này, đánh thường, chiêu 2 này, đánh thường này, chết mày nha, rồi, ăn con Kahi nhé mọi người. Rồi, chạy đi đâu, lạng lách đi đâu, con mùa đỏ đó dưới chân mà sao chạy lạng lách kiểu gì, rồi, luôn con Toro nhé mọi người. Chém mày này, chạy đi đâu, úi ôi, còn thắt, còn lướt ngược về nữa thì thôi, chết rồi. Trời ơi, má ơi, chém con Toro lâu vậy trời. Chém nãy giờ mới con tí siêu máu. Đấu phóng nó. Châu phải đúng là con bò khác. Rồi rồi, mày chạy đâu, mày chạy đâu mày. Trời ơi, né nhẹ con tí luôn. Trời ơi, ui, ai da ơi. Sao không để mình ăn đó. Rồi, bây giờ thì, theo tên bạn nó cứ. Theo tên bạn nó cứ ra mạng phía cho mình này. Rồi xong, giết luôn, rồi. Có thằng FK à? Ui, thằng đó áp cao rồi mọi người ơi. Nhìn cái đánh của nó nhìn giống áp cao mấy nồi luôn á, không biết phải áp cao nữa. Trời ơi, đi vừa có mã xong lại có mạng fit không mình. Trời ơi, đấu phòng có 9-0 rồi. Quá xanh rồi. Sợ lại tí tên bạn GG luôn ấy. Lại còn nói gì nữa rồi, qua tanh chủ này tôi đánh thường thôi, tôi không còn dùng tí ấy mọi người. Đánh thường rồi, lại to chưa. Nó né này. Rồi, bây giờ thì chém rồi. Trời ơi, mình cứ đang định đi farm cái này, tên bạn lại ló mặt ra đấy cho mình farm mạng này. Trận này tôi farm mạng ghê quá mọi người. Farm mạng vượt thời gian rồi, mới phút 7 tôi đã ăn 10 mạng rồi, bạn trưởng thật. Rồi, bây giờ thì đi qua lượng mùa đỏ nha mọi người. Xương ngay rồi, ulti nhá. Rồi, mày này rồi, Trần Thánh nhá, rồi giết con bọn. Mày này, ui không ăn được mạng rồi nhưng không sao rồi, giết luôn thằng rừng nó này. Ui, trời ơi, lại không ăn được mạng rồi. Trận này tôi muốn săn mạng nhiều nhất có thể mấy ông ơi, nhưng mà đó, tên bạn cứ qua phít mạng tối này chết dở rồi. Trời ơi, mấy bạn muốn thua sớm rồi. Rồi thôi, ok, video nhé mọi người. Đó, ôi giời, thằng đó áp ca mọi người. Thằng đó áp ca chắc luôn. Áp ca chắc chắn rồi, thôi chắc là nó phế quá dòng FK luôn. Này chừa cái tội nhá. Chừa cái tội nhá. Tranh len này rồi cố chấp bích tướng này. Đó, cho chừa. Rồi, đánh thôi, tên bạn giờ chắc giờ tôi cần 5 cũng được mấy ông ơi. Đấy, chỉ cần cố gắng né chiều thôi. Rồi nè, cô chém rồi này. Từ nha, từ tôi phải câu xíu rồi tôi lấy cái ulti. Ui, GG nói. Trời ơi, GG nhanh vậy. Rồi, ok, các bạn GG tiêu rồi. Ok, cảm ơn xem clip nha. Nếu thấy hay và trả lời thì nhàn quá. Nhưng mà thôi, kể đi anh em cứ like và subscribe kênh của tôi nha. Ok, bye, hẹn gặp clip sau nha.